Hi cho tất cả anh em nha. Thì nói chung là dạo này mình không còn thường xuyên chơi game nữa anh em ơi. Chỉ đi mấy cái hoạt động rồi treo đợi game mới ra thôi. Lúc này thì game cũng có nhiều sự kiện lắm anh em ơi. Nói chung là sự kiện nhiều lắm nhưng mà mình cũng không có tham gia được. Này hộ tống anh em ơi. Hộ tống nó cướp quá trời cướp. Tối này đi hoạt động bị Joker nó dí, nó đánh quá trời đánh luôn, nó trâu quá đánh anh em, đánh không thủng nó nổi đâu. Cả server của mình bây giờ gom vô quýnh nó còn không nhầm nhò gì trơn nữa. Bị nó đánh cũng phát một là chết. Thì trong tháng 6 này thì nó sẽ có 2 game, 3 game gì ra đó anh em. Mình đang phân vân không biết là nên chơi game PC hay là game mobile đây. Thì theo anh em cũng biết rồi đó, game PC thì nó có con đường tua lộ. Mà thời buổi bây giờ thì game PC thì nó không phổ biến như là game của mobile anh em ơi. Mình cũng không biết nếu mà chuyển sang game đó chơi thì như thế nào, cũng không biết là nó có tác dụng tốt hay không. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai mình cũng chưa có chơi game đó lần nào nữa. Cho nên là vô thì cài cũng sẽ cực lắm, làm nhiệm vụ làm đồ cực lắm. Thì con đường tua lộ thì VTC, VTC nó mua về nó làm độc quyền ở Việt Nam mình. Anh em thấy nhạc nghe hay không, im không, nghe cái nhạc này nghe có cái cảm giác là nó, anh em thấy nè, nó phá lon. Và lúc này cũng làm biến, nhiều người cũng làm biến chơi lắm anh em, phá lon. Nói thiệt với anh em, nếu mà mình làm quản lý thì mình sẽ có cái cách khác để mình xử lý nha nè, chứ không mình sẽ không bao giờ phá lon cái kiểu đó. Phá làm như vậy nó làm ảnh hưởng game lắm anh em. Thà là mình ra game mình sẽ chặn lại nè, chặn không cho tạo, thứ nhất không cho tạo lon nữa, thứ hai là mình sẽ hạn chế. Nói chung là những cái ạc lon thì mình cũng phải, nếu mình muốn xóa thì mình cũng phải chừa lại cái nhân vật cho người ta chứ, đúng không? Nếu mà xóa hết thì cũng không đúng lực. Tại vì người ta chơi game là người ta ra đúng lực, đúng không? Người chơi mình tạo lon lúc đầu nó không cấm lon, mà bây giờ về sau thì nó cấm, thì đó là cái rõ ràng cái sai này bên phần game, bên nhà phát hành. Thứ nhất á, nếu như mình sẽ chặn lại, mình sẽ không mở cho tạo nhân vật nhiều trong mỗi một tài khoản, cho một hoặc hai nhân vật là được. Thứ nhất hai nhân vật, có thể là mình sẽ xóa hai cái nhân vật mà bên ạc lon nó level thấp anh em, xóa cũng được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình sẽ cho tiếp tục, mình sẽ chặn không cho mở tài khoản mới trong những server cũ anh em. Game thì bây giờ thì thấy nó không có còn hấp dẫn như trước, anh em nhìn thấy nè, trước kia thì nó 4-5 bang nè, bây giờ chỉ còn có 3-4 bang thôi. Đây là hai bang lon và một bang của mình thì chỉ có một mình, và bang server 1 thì ở bang top 1 thì cả server thì gom vô bang mafia hết rồi.
cái này cường quá, lên tới có 2.000 thôi mà đã khó rồi, bây giờ tới lên tới 3.000 mình không biết chứ tới chừng nào mới lên được 3.000 đây. Con này là con cuối cùng, cuối cùng chứ ta, à, cuối cùng. Nói con cuối cùng của hoàn thành chương chương truyền thừa. Hình như có nhất là cái cường quá này. Không có tầm, anh em không có dùng vàng, anh em đổi thì thôi thua. Lên nè, thấy chưa? Thì anh em mà xem tới đây rồi, nếu anh em nào có cái game nào chuẩn bị ra hay gì đó, anh em comment bên dưới cho mình biết với nha anh em. Anh em mình cùng nhau bàn tính kế sách để chiến đấu không? Thôi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.